Dàn mỹ nhân hoa ngữ gây choáng khi đóng phim mà hôn bạn diễn như được mùa. Lưu diệt Phi mới hai tập phim đã khóa môi bành quán anh đến 15 lần. Tưởng Dương Dung, Bạch Vũ có 86 cảnh thân mật là nhất rồi. Ai dè thích vi còn nhiều gấp 3 lần. Cảnh hôn vốn được coi là gia vị quan trọng giúp các bộ phim càng thêm ngọt ngào và lãng mạn. Bởi thế mà các biên kịch rất hay đưa những phân cảnh này lên phim để chiêu đãi khán giả rồi chẳng biết có phải vì ghiền quá hay không mà có không ít biên kịch yêu ái cho dàn nữ chính có đến hàng chục thậm chí là cả trăm phân cảnh khóa môi trong một bộ phim đó lương khiết lương khiết vốn là sao nữ mờ nhạt nhờ bộ phim song thế sủng phi mà nổi tiếng và được nhiều người chú ý có lẽ vì muốn tăng thêm độ hot cho cặp đôi chính sang đến phần 2, biên kịch đã thêm thắt rất nhiều tình tiết thân thiết cho họ theo các trang truyền thông thống kê lương khiết và hình chiêu lâm đã có đến 42 cảnh hôn được giải rác khắp 30 tập phim nhiệt hưng hực là thế bảo sao song thế sủng phi được rất nhiều fan nữ yêu thích có thể xem đi xem lại mà chẳng thấy chán. Lý Tiểu Nhiễm, không kịp nói yêu em là bộ phim ngược luyến tàn tâm có tiếng của màn ảnh hoa ngữ đó. Chính phim này đã giúp Trung Hán Lương thành ông hoàng ngôn tình khi hóa thân tổng tài bá đạo quá xuất sắc, khiến khán giả muốn được thay thế Lý Tiểu Nhiễm để bị ai ngược. Đã thế, mỹ nhân họ Lý còn bị nhiều cô gái ghen tị vì có đến 45 cảnh khóa môi Trung Hán Lương. Theo dân tình hé lộ thì tổng độ dài các cảnh mi nhau của họ lên đến 50 phút. Lắm cảnh phim mùi mẫn là thế, bảo sao hội fan ngôn tình cũng xếp tác phẩm này vào hàng kinh điển. Ngô Ánh Khiết. Quỷ Quỷ Ngô Ánh Khiết từng là một trong những nữ diễn viên thần tượng đình đám của xứ đài đó. Có lẽ vì thế mà khi mời được người đẹp này tham gia bộ phim cô gái đeo hoa tai, biên kịch đã mạnh tay trời lớn, lên kịch bản để Ngô Ánh Khiết và bạn diễn đới Hướng Vũ có với nhau đến hơn 50 cảnh mùi mẫn đó. Nghe đồn, trong phiên bản gốc, con số này còn khủng hơn, chỉ là khi lên sóng truyền hình, người ta đã cắt bớt những cảnh không phù hợp rồi, nếu không e rằng khán giả sẽ phải bội thực vì những phân đoạn nóng quá là nóng. Lưu Diệc Phi trong những tập đầu tiên của bộ phim câu chuyện hoa hồng, thuyền lưu diệt phi và bành quán anh từng khiến khán giả quán quéo vì tình bể bình. Trong hai tập phim yêu đương mặn nồng ấy, khán giả đếm được cặp đôi này có đến 15 cảnh mi nhau lận đó. Mà theo người ta thống kê thì ngoài bành quán anh, lưu diệt phi còn có ba trai đẹp khác là lâm canh tân, hoắc kiến hoa và lâm nhất. Nếu cộng lại thì khéo thần tiên tỷ tỷ có không dưới 50 cảnh khóa môi đâu. Dương Dung Dù là tác phẩm tâm lý tội phạm, nhưng trong mắt nhiều khán giả thì truy tìm ký ức lại chỉ xứng đáng xếp vào thể loại phim ngôn tình mà thôi bởi theo như các mọt phim thống kê thì trong tác phẩm này, cặp đôi Dương Dung, Bạch Vũ có với nhau đến 86 cảnh hôn lận đó. Theo lý giải của biên kịch thì đây là tác phẩm gương vỡ lại lành, để có thể tăng tiến tình cảm cho đôi tình nhân cũ thì có thêm nhiều cảnh như thế cũng là điều cần thiết, giúp khán giả dễ trèo thuyền cặp đôi chính hơn. Thích Vi, con số 86 của Dương Dung nhiều thật đó, nhưng nếu so với Thích Vi thì chắc chỉ là số lẻ mà thôi. Theo khán giả thống kê thì trong bộ phim Ái tình tự hữu thiên ý, Thích Vi có từ 3 đến 4 cảnh khóa môi trong một tập phim mà độ dài của tác phẩm này lên đến 80 tập. Nghĩa là để hoàn thành yêu cầu của kịch bản, nữ diễn viên đã phải quay không dưới 300 cảnh như thế đâu. Trong số đấy, có cả phân đoạn nồng nhiệt dài đến 10 phút, kéo từ phòng bếp đến phòng khách rồi sang phòng ngủ. Chắc chẳng ai có thể phá được kỷ lục của chị đẹp đâu nhỉ?